Chiều ngày 13 tháng 1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã công bố dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2. Theo đó, dự báo tuần nghỉ Tết sẽ có ít khả năng có không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới nước ta. Rãnh xích đạo ở trên khu vực giữa và Nam Biển Đông duy trì và có khả năng gây mưa to cho các vùng biển ngoài khơi cũng như ven bờ. Gió Đông Bắc mạnh lên trên khu vực Bắc Biển Đông. Các tỉnh miền núi phía Bắc nhiều khả năng có nhiệt độ cao hơn cùng kỳ và hầu như không có khả năng xảy ra mưa trên diện rộng. Lượng mưa tuần phổ biến dưới 10mm. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí, lễ hội vào dịp Tết Nguyên đán. Các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của gió Đông Bắc cường độ trung bình nên sẽ có mưa rải rác với lượng mưa tuần phổ biến từ 10 đến 30mm. Mưa có thể ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời dịp Tết. Nhiệt độ tại các tỉnh miền Trung có xu hướng sấp xỉ trung bình nhiều năm cùng kỳ. Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của rãnh thấp yếu, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn so với giai đoạn hiện tại. Nhưng khu vực mưa chủ yếu xuất hiện tại các vùng biển giữa và Nam Biển Đông. Một số khu vực ven biển có thể có mưa rải rác, nhưng lượng mưa không lớn, phổ biến dưới 10mm. Nhiệt độ tại đây có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ.